Hòa Minzy bất lực với bức tranh đặc biệt bé Bo dành cho mẹ. Hòa Minzy đã thốt lên trời ơi khi ngắm nhìn bản thân qua tranh vẽ của con trai. Bởi đây, trên tài khoản cá nhân, Hòa Minzy đã bày tỏ sự bất lực khi ngắm nhìn hình ảnh bản thân thông qua tranh vẽ của bé Bo. Cụ thể, trợ lý của nữ ca sĩ đã đăng tranh của nhóc từ nhà Hòa Minzy và hào hứng cho biết, Bo bảo là Bo vẽ mẹ Hòa. Ngay sau đó, người đẹp chia sẻ lại story trên kèm theo lời cảm thán. Trời ơi, tóc tôi dày mà sao vậy? Cái miệng rộng vậy sao? Cà, cà, cà. Thông qua dòng trạng thái này, đa số khán giả đều cho rằng nữ ca sĩ khá vui vẻ khi đón nhận bức tranh đầy đặc biệt từ phía con trai. Thời gian gần đây, Hòa Minzy đang vô cùng bận rộn với nhiều lịch trình biểu diễn khác nhau. Đặc biệt phần trình diễn thị màu của nữ ca sĩ tại chương trình Việt Nam Idol đã nhận về phản hồi tích cực từ phía công chúng. Bên cạnh đó, cô vẫn dành thời gian cho con trai và những người bạn bè thân thiết cùng hoạt động trong giới showbiz.